Hồi thứ 34. Nơi Trường Đình, Tuyên Vương rước vợ. Triệt Long Sơn, Tiết Côn phản vua. Khi hai vợ chồng phò mã đưa Chung Hậu về ải rồi, trở vào dinh, kiểm binh mã và truyền lệnh phải hiếu cư tang, áo trắng cờ trắng, tướng sĩ một lòng, chờ binh tề qua thì nhổ dinh về nước. Khi Chung Hậu từ biệt hai vợ chồng phò mã mà trở về dinh, liền tra điểm 10 muôn binh rồng và lựa 8 viên tướng giỏi, sai qua giúp cho công chúa. Phò mã bèn kiểm duyệt tên binh họ tướng của Tề, biên vào sổ sách xong, rồi liền truyền quân nhổ trại, phát pháo thẳng tới Đức Hưng Quang, hiệp với Cao Khôi kéo về nước. Nói về Chung Hậu, nghe bên Dinh Yên phát pháo, thì đã biết công chúa hồi binh, bèn truyền chỉ cho tam quân mình, sửa soạn ban sư và giao các việc cho Điền Thương và Điền Năng coi giữ quan ải. Chung Hậu sắp đặt sau rước xong rồi, khiến phát pháo khai thành, chỉ thẳng Lâm Tri mà trở lại. Lúc này, vua Tuyên Vương Lâm Triều, có hoàng môn vào tâu rằng: Nay Chung Mẫu Hậu đắc thắng, đã ban sư hồi triều, cách Vương Thành chẳng còn xa, xin Thánh Hoàng định đoạt. Tuyên Vương nghe tâu có ý buồn, bèn nghĩ thầm rằng: Tưởng sai con Sủ Phụ ra binh chuyến này đã nạp mạng cho hai vợ chồng Tôn Tháo rồi. Không dè nay nó lại bình phục, đặng yên bang, làm cho ta tất dạ bàng hoàng, chẳng biết kế chi mà toan liệu. Bụng đang suy nghĩ, bỗng thấy Yến Thừa Tướng bước tới tâu rằng: Chung Quốc Mẫu dẹp an Yên Tặc, có công lao bình định Giang Sơn, xin Thánh Hoàng ngự giá thân nghinh nơi Dịch Đình, vừa vậy mới vui lòng kẻ xông tên phục đáo. Đặng phò tá Tề ban cho đồ sộ vững bền, xin Thánh Thượng nghe theo ngu thần sớ tấu. Tuyên Vương nghe phải cả đẹp, bèn truyền chỉ cho văn võ bá quan sắm sửa long xa phụng tán, phát 24 tiếng pháo dẫn nhau ra cửa Tây Môn, đi chừng 10 dặm tới nhà Trường Đình, trú tạm lại mà đợi. Chung Hậu khi nghe tin Tề Dương thân nghinh thì nghĩ thầm rằng: Hôn quần này thì khéo làm bộ, lúc trước ta xuất sư thì dân bàn bái tướng, ngày nay ban sư lại ngự giá thân nghinh, ngoài mặt thì làm bộ đa tình, mà trong ruột buồn như dao cắt. Chung Hậu vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu đã tới Dịch Đình. Khi ấy Tề Tuyên Vương liền truyền cho văn võ sắp ra hai hàng mà tiếp rước. Chung Hậu vừa xuống ngựa tâu rằng: Thần thiếp giáp trụ nơi mình, không đặng trọn lễ, xin Thánh Hoàng tha tội. Tuyên Vương làm tuồng hớn hở, bước lại cầm tay Chung Hậu mà rằng: Trẫm với ngự thê cách mặt đã lâu, nay gặp nhau đây thiệt là thỏa tình hoài vọng. Nói rồi, liền dắt tay vào nhà trạm mà đãi trà. Bá quan đều chầu chực hai bên. Tuyên Vương mới hỏi Chung Hậu rằng: Chẳng biết ngự thê xuất binh yên phục ra thế nào? Chung Hậu bèn tâu hết, từ khi binh mới tới Châu Bình Quan, cho đến khi bình định giao hòa và kết hôn nhân. Tuyên Vương cả mừng nói rằng: Trẫm có ngự thê thiệt là Giang Sơn rất có phước. Trò chuyện hồi, rồi truyền quân bày tiệc hạ công, yến ẩm xong xuôi, mới ngự giá về thành. Văn võ triều bái xong rồi, Tề Dương bèn truyền chỉ khao thưởng tam quân, cứ theo thứ bậc mà thăng thưởng. Chung Hậu lại thuật sự bên Yên Bang, Tấn Anh soán ngôi, và có cho Yên Đơn công chúa mượn 10 muôn binh, nay lại xin Tuyên Vương hạ chỉ ra cho chủ soái Châu Bình Quan phát thêm 10 muôn binh nữa, thẳng qua Dịch Châu mà giúp cho công chúa. Uyên Vương nhậm lời tâu, giáng chỉ sai đi liền, rồi bãi chầu. Nói về lúc Tuyên Vương lui chầu, bèn đi thẳng qua Chiêu Dương cung, trò chuyện với Chung Hậu. Chẳng hay ngày vắng tình dài, bỗng chốc trời đầy sao sáng. Chung Hậu sai cung nữ bày yến, dâng rượu cho Tề Dương ít chén giải muộn. Tuyên Vương khi ấy ngẫm nghĩ tới đó rất ưu phiền, bụng thì giận mà miệng chẳng dám nói ra. Mới nghĩ rằng: Dân gian cầu một chồng đôi vợ, huống chi ta không 5 thiếp 7 thê, thảm thương thay thứ hậu cao phi. Còn chánh hậu thì như yêu như quỷ, ngó thấy mặt đã rầu rĩ, có lẽ đâu thân thỉ nài hoài. Dẫu có muốn động xuân tình mà ép trước nài mai, thì ta phải dằn hóa dục một hai từ chối. Bây giờ biết tính làm sao cho khỏi, đêm nay em mắc kế con này. Trùng Hậu xem mặt Tuyên Dương có sắc buồn, cũng đã biết ý, bèn than thầm rằng: vì Thánh Mẫu sai ta bình liệt quốc mà tủi cho thân bạn Phật vô duyên. Đêm nay thấy Tuyên Vương bụng đã bất yên, chắc có sự ưu phiền chi đó. Vậy để ta nói một hai lời chọc nó, coi ý tứ đó thế nào. Nghĩ rồi, bèn kêu cung giám mà hỏi rằng: bây giờ là canh mấy vậy? Cung giám tâu: thưa đã quá canh hai. Chung Hậu bèn truyền nội giám dân rượu, rồi nói rằng: đêm nay thiên tử nghĩ lại chiêu dương, dậy bay hãy sửa sang nệm gối. Tuyên Dương nghe nói hỡi ôi, mới sinh ra một kế, cười mơn với Chung Hậu và nói rằng: đêm nay trẫm muốn ở lại đây mà bầu bạn với ngự thê, song hiềm vì ngự thê chinh chiến mới về, hãy còn mệt mỏi lắm. Vả lại sự ái ân chồng vợ còn thiếu chi ngày, vậy để hôm nay cho ngự thê an dưỡng tâm thần, rồi sau sẽ vầy duyên cũng chẳng muộn. Chung Hậu nghe nói muốn tức cười và nghĩ thầm rằng: lão khôn quân thiệt là nhiều chuyện, trong lòng đã chết điếng mà kiếm điều nói phỉnh cũng hay. Thôi, ta cũng bớt tay, để cho lão đi đâu lão đi cho rảnh. Nghĩ rồi, liền truyền quân nội thị sửa soạn xe giá, đưa vua về cung. Tuyên Dương nghe nói hết sức vui mừng, thoát đặng khỏi giường như chim khỏi rập. Lúc ấy, Tuyên Dương lại giả bộ cầm tay Chung Hậu, mà dục giặc một cách triều mến vô hồi. Chung Hậu cũng tạ ơn và tâu rằng: xin Thánh Thượng chớ có đem lòng lưu luyến, hãy còn nhiều ân ái về sau. Tuyên Dương gật đầu, bước lên Long Xa, đi qua Đông Cung mà nghỉ an giấc điệp. Qua bữa sau, Tuyên Dương lâm triều, dặn võ bá quan triều bái xong rồi, quan binh bộ thượng thư bèn quỳ tâu rằng: nay có đảng khảo thấu ở núi Triệt Long Sơn, tên là Tiết Côn, đánh phá bờ cõi, đòi mượn lương thảo rất nhiều, quan địa phương không cho và ngăn chống chẳng lại, mới cử người về sinh binh cầu cứu. Tuyên Dương nghe tâu cả buồn, bèn nghĩ rằng quốc vận nước Tề đã gần suy sụp, cho nên mới sinh ra sự binh đao hoài. Mới bình phục đặng Yên Bang, nay lại Tiết Côn tạo phản. Nó thiệt là thằng hảo hớn, chiếm núi Triệt Long có mười mấy năm dư, cứ thượng năm cho lương thực hoài, hao tổn của triều đình biết bao nhiêu là vàng bạc. Như vậy mà nó còn đành lòng ở ác, làm cho sĩ tốt chết oan. Nghĩ như vậy bèn hỏi các quan rằng: trong văn võ bá quan, ai có dám lãnh Ấn Nguyên Nhung đi trừ an giặc cỏ? Hỏi luôn ba tiếng mà bá quan đều nín thinh. Tuyên Dương cả giận phán rằng: lời thánh xưa có nói: vua xem tôi như thủ túc, tôi vua như phúc tâm. Nay trẫm có sự rầu mà bá quan không ai giúp đặng chút nào hết. Như vậy thiệt là bọn túi cơm giá áo, chẳng có ai kính đảm trung can. Lúc thấy bình thì nhờ quốc lộc quân ân, cơn bát loạn thấy đều co đầu rút cổ. Hằng Đan khi ấy bước ra tâu rằng: xin Thánh Hoàng bất cơn thịnh nộ, ngu thần tiến cử một người, trừ hung đồ như trở bàn tay, giết thảo khấu không đầy nháy mắt. Tuyên Vương hỏi: vậy chứ tiên sinh tiến cử ai? Yến Anh tâu: xét trong Tề, triều lương tướng ít người sánh kịp Tiết Côn, tôi nghĩ lại đường một vị quốc vương, đâu há nhịn thua thằng thảo khấu. Nếu chẳng có tay Chung Vương Hậu thì ít ai trừ đặng Tiết Côn. Xin vời Vương Hậu tới Điện Tiền, đặng lo toan việc nước. Tuyên Vương nghe nói chau mày và nói rằng: trẫm tưởng khanh bảo tấu ai, không dè là Chung Vô Diệm nữa. Mới đây có một chuyện khó nổi nói ra, bởi vì hôm qua trẫm với Chiêu Dương hạ tiệc, thấy quốc hậu lòng càng tư thiết, nên trẫm phải kiếm chuyện tháo lui, lòng e sợ lòng nàng chẳng vui, thì ta khó hở môi nói chuyện. Vả lại, quốc hậu mới bình phục Yên Bang, công lớn ban sư về chưa được mấy ngày, dễ đâu lại chịu khó nhọc vậy hoài, sợ uổng tiếng tiên sinh bảo tấu. Yến Anh lại tâu nữa rằng Dương Hậu là một dì tinh tú, chẳng phải như các ả ca nhi, xin Thánh Hoàng giáng chỉ cho hạ thần vào ý kiến chiêu dương. Tuyên Vương y tấu liền viết chiếu giao cho thừa tướng cầm đi. Khi Yến Anh tới Chiêu Dương cung, nội dám vào tâu cho Chung Hậu hay. Chung Hậu lật đật bước ra nghinh tiếp thánh chỉ, rồi đi bộ tới Yến thừa tướng, thẳng tới Kim Loan điện triều bái thiên tử. Tuyên Dương vội vã xuống ngay rước Chung Hậu, vợ chồng đồng ngồi nơi kim ỷ. Khi ấy Chung Hậu tâu rằng: chẳng hay thánh thượng cho đời hậu có việc chi hay quốc gia đại sự. Tuyên Vương giả cười mà nói rằng: Dương hậu ôi, cô gia tài sơ học thiển, phước bạc ngôi cao, lại trong triều không kẻ lương thần, mà ngoài nước nhiều tay nghịch đảng. Còn ngự thê đã thần thông quảng đại, lại thêm võ nghệ cao cường. Mới đây phục đặng yên đơn, bốn biển thấy đều nghe tiếng. Nay cô gia có một chuyện, vì Tiết Côn nó làm phản nơi Triệt Long, dù ngự thê mà chẳng có tình tưởng gì, xin hãy thương lấy Tề Bang Lê Thứ. Chung Hậu nghe nói, cười thầm và nghĩ rằng: lão hôn quân này thiệt nhiều lời, lúc Thái Bình chê ta là yêu quỷ, tới khi có việc đòi ta năn nỉ ỷ ôi. Thôi thà để hắn làm đứa vô tình, đâu có lẽ mình làm thinh mà ngó dậy. Nghĩ rồi bèn tâu rằng: Tiết Côn là một thảo khấu, có xá chi mà mệt dạ Thánh Hoàng, dù nó có 8 cánh 7 đầu, cũng chẳng đủ chi lo sợ. Tuyên Dương thấy Chung Hậu chịu ra tay thì cả mừng, bèn hỏi: như ngựa thê lãnh ấn thì muốn dùng bao nhiêu binh? Chung Hậu tâu: đồ ăn cướp trong rừng dùng 3000 binh cũng đủ. Tuyên Vương rất đẹp. Chung Hậu từ tạp về cung, vua cũng truyền bái triều, ai về dinh ấy. Rạng ngày, Chung Hậu nay nịch lên ngựa, thẳng tới trước giáo trường, kiểm điểm 3000 nhân mã, khiến phát pháo mở đường, cửa thành kéo binh ra. Tuyên Vương cũng ngự giá tống hành và văn võ bá quan, thấy đều đón đưa đủ mặt. Tuyên Dương lúc ấy cầm tay Chung Hậu mà nói rằng: trẫm cầu cho ngự thê mau dẹp an giặc cỏ, kẻo trẫm ở nhà đêm ngày hoài vọng. Chung Hậu tạ ơn vua, rồi tức thì chỉnh khai đội ngũ, thẳng dậm tới đất Ba Châu, thuộc về tỉnh thành Tức Mặc. Khi binh kéo đi chẳng đặng mấy ngày, bỗng đầu quân Kỳ Bài khi ấy trở lại báo rằng: núi Triệt Long trước mặt, cách đây chừng 5 dặm, xin nương nương ý chỉ. Chung Hậu nghe báo, liền dục ngựa đến xem địa thế, rồi kiếm một hòn núi khác thiệt cao, mà đồn binh ra làm 2 đạo. Một nửa ở trên núi để coi thế giặc, còn một nửa đóng dưới triền để phòng khi cướp dinh. Đồn trú xong, Chung Hậu thăng trướng, binh tướng đứng hầu 2 bên. Chung Hậu hỏi rằng: có tướng nào dám tới sơn trại mà khiêu chiến chăng? Tiêu Khải ra lãnh mệnh. Chung Hậu mới dặn rằng: thằng sơn tặc này chẳng phải tay tầm thường, như tướng quân có giao chinh, phải đề phòng cho cẩn thận. Điều Khải phân dạ lui ra, dẫn theo 500 binh, tới trước sơn trại, xỉ mạ bọn lâu la mà khiêu khích. Nói về chủ trại núi Triệt Long Sơn, tên là Tiết Côn, tự là Kế Nguyên, đang khi ngồi nơi tụ nghĩa đường đàm đạo, bỗng thấy quân lâu la vào báo: Tề Vương sai Chung Vô Diệm tới đánh, xin trại chủ liệu bề, kẻo tướng Tề phách lối. Tiết Côn nghe báo nổi giận, hét lớn rằng: Tề Vương cớ nào mà lỗi hứa, thường năm ta mượn lương tiền, bây giờ làm sao lại trở mặt, cất binh mã băng miền xâm phạt, thề bất dung nghịch tặc, quyết nhất trận thư hùng. Nói rồi, nai nịch cầm thương lên ngựa, bèn bên tả mang cung, bên hữu đai tên, phát pháo mở cửa trại, dắt lâu la xuống núi. 2 đàn sắp trận xưng hỏi tên họ. Tiết Côn nói: làm trai như ta trong liệt quốc anh hùng, ai mà chẳng nghe danh. Nước Tề khi dễ lắm, hứa mỗi năm đưa nạp kim ngân, bây giờ lại sinh lòng bội bạc. Hôm nay ma mà không lấy được đầu ngươi, thề quyết không về sơn trại. Điều Khải nghe nói, cả giận mắng rằng: đồ sơn tặc, mi đừng khoe giỏi mà lần phải tay ta. Cứ thường năm xâm lược nước nhà nên thiên tử sai nương nương hưng binh vấn tội. Chết biêu đầu đã tới, mi còn khua mỏ nổi gì? Tiết Cùng nghe nói, phần phần lửa dậy, Hoa Thương chạy lại đâm liều. Điêu Khải đưa đao ra đỡ, đến hơn 30 hiệp, Điêu Khải đuối sức, quay ngựa chạy dài. Tiết Côn dục quân đuổi theo, đâm trúng Điêu Khải một thương, nhào xuống chết tốt. Tiết Côn khi ấy thừa thế, đuổi giết binh Tề, vỡ chạy tứ tán. Bèn thẳng tới Tề Dinh, nói với quân Tuần rằng: Bây hãy vào nói lại với Chung Vô Diệm rằng có đại dương ở núi Triệt Long đã tới, xin mời quốc mẫu ra nói chuyện. Bằng không thì ta sẽ đốt dinh trại, một tấc cỏ cũng chẳng còn. Quân Tề đem lời nói ấy vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu nói giận lôi đình, bèn hỏi các tướng: Có ai dám ra bắt thằng sơn tặc ấy mà trả thù cho Điêu tướng quân chăng? Hỏi vừa dứt lời, có một tướng ứng thinh xin đi. Trung Hậu xem lại là Dương Bảo, chức làm hữu tiền tướng quân. Trung Hậu nói: Dương tướng quân có xuất trận thì phải đề phòng cho lắm mới được. Dương Bao dân lệnh, phát 3 tiếng pháo mở cửa dinh xông ra. Tiết Côn xem thấy tướng Tề, mình mặc huỳnh giáp, đầu đội huỳnh khôi, cưỡi ngựa thanh tòng mã, tay cầm trường thương, bèn hét lên một tiếng và hỏi rằng: Tướng Tề tên gọi là gì? Hãy nói ra mau, mà chịu chết. Dương Bao đáp: Tề Tuyên Vương Giá Tiền, Trung nương nương Huy Hạ, hữu tiền tướng quân, tên Dương Bao là ta. Nay ta ra trận, quyết giết cho đặng ngươi mà trả thù cho Điêu Khải. Tiết Côn nổi giận, hoa thương đâm tới, Dương Bao bèn ngăn đánh. Hai tướng giáp trận hơn 40 hiệp có dư. Dương Bao biết ý đề phòng, Tiết Côn đâm bậy một thương, rồi quay ngựa mà chạy. Dương Bao nói: Hết khoe tài thần võ, còn đâu khua mỏ anh hùng, mới một trận giao phong đã cong lưng chạy miết. Vừa nói vừa quất ngựa rượt theo. Tiết Côn xem thấy mừng thầm, bèn lấy ra một phép kêu là bá luyện thần chùy, tung lên trên không mà nói rằng: Bớ Tề tướng, hãy coi thần chùy của ta đây. Dương Bao nghe nói, ngửa mặt lên xem, thấy ngay một đạo hào quang nhắm ngay đầu mình ra xuống. Dương Bao hồn thức phụ thể, kế bị thần chùy đánh trúng sau lưng, ngã nhào xuống ngựa. Tiết Côn lướt tới cắt đầu, rồi tới trước dinh Tề mà khiêu chiến nữa. Quân Kỳ Bài vào tâu cùng Trung Hậu rõ. Trung Hậu vội vã nay nịch, cầm đao lên ngựa và dẫn theo 8 viên tướng cùng 500 quân ngự lâm, đồng xông ra trận. Tiết Côn xem thấy nữ tướng cầm binh, hình dung cổ quái, thì biết là Chung Vô Diệm, bèn nói: Bớ con nữ tướng kia, có phải mi là Chung Sử Phụ chăng? Như mi vậy có bao nhiêu tài cán mà dám trượng thận thi tài. Ta bảo cho hay, hãy mau trở về xách giỏ hái dâu cho an phận. Chứ như ta đây, 12 nước thảy đều biết oai, khuyên mi đừng thị tài mà chết chẳng toàn thây. Trung Hậu nghe nói nổi giận, nhưng xem thấy tướng giặc tuổi chừng 28 mà sức mạnh muôn người, mặt trắng môi hồng, mày thanh mắt lộ, thì có ý khen thầm, bèn chiếm một quẻ, mới hay là Đông Đẩu Tinh Quân giáng thế, nên quyết dằn lòng khuyến dụ về phò tá Tề Bang. Quả thật là một vị anh hùng hiếm có. Nghĩ rồi mới kêu Tiết Côn mà nói rằng: Bớ thằng giặc cỏ, chớ phạm oai trời, tài lực chi mà mỗi năm theo đòi lương thảo. Như nay thiên binh đã đáo, kịp mau phục tội quy hàng, chớ nên nghĩ thế dọc ngang thì ta không dung thứ. Tiết Côn hầm hầm giận dữ, cầm thương giục ngựa tới đâm ngay. Trung Hậu cũng lẹ tay, đưa đao ra đỡ. Hai đàn hỗn chiến có dư trăm hiệp ngoài. Trung Hậu cứ khen tài, Tiết Côn cũng khen thầm Trung Hậu. Hèn chi bốn biển vang danh, nay mới rõ tài nữ tướng. Vậy quyết chí dụng tình, lập mưu trá bại. Khi Tiết Côn lập kế xong, đâm bậy một thương, giục ngựa chạy dài. Trung Hậu mới nghĩ rằng: Thằng này tài lực hơn người, thương pháp như thần, sao lại chạy ngang? Chắc nó có kế gian, nên dùng mưu trá bại. Như ai đây sợ ngươi chứ ta đây chẳng sợ. Nghĩ rồi, liền giục ngựa đuổi theo. Chạy theo vừa gần tới, Tiết Côn xem thấy có ý mừng thầm, bèn lấy cây thần chùy liệng lên trên không, hào quang tóe ra sáng giới. Trung Hậu xem thấy khả cười, lấy tay chỉ phép mà nói rằng: "Thần chùy sao không trở lại mà đánh Tiết Côn?" Khi ấy, phép thần chùy liền quay trở lại. Tiết Côn thấy phép mình chẳng chịu linh nghiệm, muốn đánh lại mình, tức thì độc chú thâu chùy vào hồ lô, rồi hô thương lướt đánh. Trung Hậu cũng đưa đao ngăn đỡ, hai đàn đánh vùi một trận nữa, trống giống vang trời, quân reo dậy đất, đến hơn 300 hiệp dư mà sức vẫn khỏe. Trung Hậu vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: Tiết Côn là gã tướng tài, nếu dùng sức mà đánh hoài tới 500-600 cũng không bình phục nó nổi, chi bằng dùng tiên thuật mà giết phứt nó đi mới xong chuyện. Nghĩ như vậy rồi lại nghĩ rằng, vì nó là một vị tinh tú Giáng sinh, đặng làm thượng tướng cho nước Trần, nước Lương và nước Tề mình, nếu nghịch thiên đạo mà giết nó đi thì uổng lắm. Thôi để kiếm kế khác thu phục hắn mới xong, để ngày sau dùng giúp chân tay cho đỡ.